Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 là ngày truyền thống của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, được thành lập vào năm 1955 với tên gọi là Cục Phòng thủ bờ bể. Từ những ngày đầu chỉ với 141 cán bộ chiến sĩ và hai thủy đội nhỏ, ngày nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã trở thành một trong những lực lượng quy mô được xây dựng theo hướng chính quy hiện đại nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. 65 năm qua là một hành trình dài đầy thử thách, đặc biệt là với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Những thước phim tư liệu đang đưa chúng ta trở lại quần đảo Trường Sa. Ngày 7 tháng 5 năm 1988. Năm đó, ngày truyền thống của quân chủng Hải quân được tổ chức tại đảo Trường Sa lớn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lê Đức Anh, người trở thành chủ tịch nước sau này, trong bài phát biểu của mình đã nhấn mạnh với cán bộ chiến sĩ và gửi gắm thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Quần đảo Trường Sa hôm nay, các thế hệ chiến sĩ hải quân vẫn hàng ngày đối mặt với khó khăn, sóng gió. Nhiều khẩu hiệu đã trở thành mệnh lệnh không lời. Ngay từ ngày đầu được nhận quyết định ra công tác tại đảo Trường Sa thì bản thân tôi cảm thấy rất là vinh dự, tự hào vì được ra nơi trọng yếu của đất nước để làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ hai thủy đội với vài chiếc cano ngày thành lập, giờ đây Hải quân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc. Nhiều lực lượng mới và tinh nhuệ được hình thành. Các nước trong khu vực và quốc tế cũng nhìn nhận Hải quân Việt Nam như một núi trọng đáng kể. Chúng tôi tập trung xây dựng các lực lượng, các binh chủng của Hải quân phải vững mạnh để đủ sức để mà chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, và sẵn sàng các lực lượng không quân, hải quân, tàu ngầm và tàu mặt nước sẵn sàng để chi viện và bảo vệ các vùng biển đảo rộng lớn của đất nước, đặc biệt là khu vực Trường Sa và JK1. Để mà làm được nhiều việc này thì quân chủng phải tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng giao, đấy là phải xây dựng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và lấy cái mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc là mục tiêu để huấn luyện trong thời gian tới. Để lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió mỗi sớm mai trên những điểm đảo xa xôi nhất là ý chí của từng người lính và quyết tâm của cả dân tộc. Là chiến sĩ hải quân, ai cũng nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Những hình ảnh vừa rồi đã khẳng định Hải quân Nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trở thành quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần, lực lượng, sẵn sàng chiến đấu và giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc và xây dựng phát triển đất nước trong tình hình mới.